Chà, con ở nhà đây là xong rồi chó nha. Ôi nhầm gì, là chó đuổi sóc với rồi, đúng rồi. Đây là một cái chó đang đuổi con sóc, và con sóc cũng chạy vòng vòng. Cái chó cứ thè cái lưỡi cứ đuổi theo sau mà nó được đây. Đấy, con xem này, chó cứ vòng, con sóc cũng vòng. Đấy, được chưa, được chưa, được chưa. Đấy, con chó nó khôn đây nhỉ. Các bạn xem đây, con sóc quay vòng 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 vòng, cứ quay quay để con chó nó chạy thế cả lưỡi ra. Ôi trời ơi, liếm mà không liếm được tới, có thể ra lại liếm chưa, sao lại không liếm ra. Thế đúng là quá cày rồi con chó này nha. Chó nha, xin chào các bạn nha, các bạn thấy theo hay là kênh chia sẻ của mình.